Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh ông giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 3. Thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn tiếng Việt lớp 3 tập 1 của bộ sách Cánh Diều. Và khi xem video, thầy cũng hy vọng chúng mình hãy like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó thì chúng mình có thể nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Và bây giờ đến với môn tiếng Việt lớp 3 tập 1 của bộ sách Cánh Diều. Thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động trong tiết ôn tập cuối học kỳ 1, tiết 3 và tiết 4. Đến với ôn tập tiết 3 và tiết 4 thì chúng mình sẽ thực hiện một số hoạt động sau. Đầu tiên chúng ta sẽ đọc một số bài tập đọc mà chúng ta đã được học và đọc lại thuộc lòng những bài thơ mà chúng ta đã được học. Và đến với câu hỏi số 2 thì chúng ta sẽ tìm những sự vật được so sánh trong đoạn văn sau đây. Thầy sẽ đọc đoạn văn và sau đó chúng mình cố gắng dừng video và đọc lại. Sau đó tìm những cái sự vật được so sánh trong đoạn văn sau. Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim ríu rít. Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi. Hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh. Chỉ cần một làn gió nhẹ hay một đôi chim mới đến là có ngay mấy bông hoa gạo lìa cành. Những bông hoa rơi từ trên cao, đài hoa nặng trúi xuống, những cánh hoa đỏ rực, quay tít như trong trắng, nòm thật đẹp, theo vũ tung nàng. Vậy thì bây giờ chúng mình hãy dừng video và đọc lại đoạn văn. Sau đó cho thầy biết là những sự vật được so sánh trong đoạn văn đó là những sự vật nào? Như vậy thì chúng ta thấy là những từ từ sự vật được so sánh đúng không? Như trong đoạn văn chúng ta thấy mùa xuân cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim ríu rít. Từ xa nhìn lại cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ. Cây gạo như thế nào? Cây gạo ở đây so sánh như thế nào nhỉ? À, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ, đúng không? Như vậy, sự vật được so sánh cây gạo này. Từ để so sánh đó là như này. Sự vật được so sánh thứ hai đó là tháp đèn khổng lồ, đúng không? À, rồi một câu nữa. Ví dụ như là hàng ngàn bông hoa thì như thế nào? Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi, đó cũng là một so sánh đúng không? Sự vật đầu tiên là bông hoa, từ so sánh là sự vật thứ hai đó là ngọn lửa hồng tươi, ngàn ngọn lửa hồng tươi đúng không? Như vậy thì những từ sự vật được so sánh trong đoạn văn đó là đầu tiên câu thứ nhất đó là cây gạo như một tháp đèn khổng lồ. Câu số 2, hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi. Sự vật thứ nhất là bông hoa, sự vật thứ hai là ngọn lửa hồng tươi. Từ để so sánh đó là hàng ngàn búp nõn, hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến xanh. Từ được sự vật được so sánh đó là hàng ngàn búp nõn. Từ so sánh đó là sự vật được so sánh đó là hàng ngàn ánh nến xanh. Câu tiếp theo, những cánh hoa đỏ rực như trong trống. Như trong trống, đúng không? À, sự vật một đó là những cánh hoa, từ để so sánh đó là như, và sự vật thứ hai là trong trống. Đó là những sự vật được so sánh trong đoạn văn mà thầy đã tìm cho chúng ta. Chúng ta có thể quan sát trên bài làm của chúng mình và so sánh với bài làm của thầy trên màn hình. Chúng ta sẽ đến câu số 3, đó là tìm từ ngữ thích hợp với ô trống để tạo thành câu văn có hình ảnh so sánh. Mặt trời đỏ rực như chúng ta sẽ phải tìm những cái từ sự vật thứ hai để so sánh với mặt trời này. Trên trời mây trắng như chúng ta sẽ tìm những sự vật thứ hai để mà so sánh với trên trời mây trắng như thế nào. Rồi dòng sông mềm mại như những vì sao lấp lánh như các sự vật đầu tiên để so sánh là mặt trời, mây, dòng sông. Từ để so sánh chúng ta thấy là như. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dừng video và tìm từ thích hợp để tạo thành câu văn có hình ảnh so sánh nhé. À, so sánh thì chúng ta thấy sự vật đầu tiên là mặt trời thì sự vật thứ hai chúng mình so sánh là nó đỏ rực như gì này, đỏ rực như lửa, đỏ rực như là hoa gì đúng không?
Như vậy thì chúng ta có từ đầu tiên như mặt trời đỏ rực như, à đúng rồi, như một quả cầu lửa. Trên trời mây trắng như, à, chúng ta có thấy trên trời mây trắng như thế nào thì chúng ta thấy là sự vật thứ hai được để so sánh với mây đó là gì? À đúng rồi, trên trời mây trắng như những tảng bông lớn, đúng không? Như những tảng bông lớn, từ để so sánh ở đây đó là bông. Sự vật thứ hai, dòng sông mềm mại như, dòng sông mềm mại như thế nào, từ để so sánh sự vật được so sánh thứ hai. Như mềm mại như khăn hay là mềm mại như gì? À đúng rồi, dòng sông mềm mại như chiếc khăn quàng bằng lụa, đúng không? À, những vì sao lấp lánh như thế nào? À chính xác, những vì sao lấp lánh như trăm nghìn đôi mắt nhấp nháy. Như vậy thì chúng ta thấy là sự vật so sánh với mặt trời như một quả cầu lửa. Từ để so sánh ở đây chúng ta thấy là từ như các sự vật thứ hai, thì chúng ta thấy là mặt trời như một quả cầu lửa, trên trời mây trắng như những tảng bông lớn, dòng sông mềm mại như chiếc khăn quàng bằng lụa, những vì sao lấp lánh như trăm nghìn đôi mắt chớp nháy. Đến với tiết ôn tập tiết thứ tư thì chúng ta sẽ thực hiện một số hoạt động sau, đó là nghe viết bài Bé út của nhà. Bây giờ trước khi đến với phần nghe viết thì thầy sẽ đọc cho chúng ta nghe, và sau đó chúng mình cố gắng đọc lại bài chính tả nghe viết này. Chính tả nghe viết: Bé út của nhà, bố đi công tác xa về, quà cho bé bản búp bê thật hiền, bé may áo mới đặt tên, cả ngày bận bịu bé quên khóc nhè, hỏi ai là út của nhà, bé yêu bé bảo út là búp bê Nguyễn Khắc Hào. Ở đây là hình ảnh bạn ấy được một món quà của bố, đúng không? Bạn ấy xem búp bê như là em của mình. Bây giờ chúng mình cùng đọc lại bài chính tả nghe viết này nhé. Sau khi đọc xong bài chính tả nghe viết thì bạn nào có thể cho thầy biết là trong bài chính tả nghe viết Bé út của nhà có mấy dòng thơ? À đúng rồi, trong bài chính tả nghe viết Bé út của nhà chúng ta thấy có 6 dòng thơ, đúng không? 6 dòng thơ. Và các chữ đầu dòng mỗi dòng thơ như thế nào? Chính xác, các chữ đầu dòng mỗi dòng thơ chúng ta thấy đều viết hoa, đúng không? Vậy thì hãy đọc lại bài thơ và cho thầy biết trong bài thơ có những dấu câu nào. À đúng rồi, trong bài thơ chúng ta thấy có những dấu câu như là dấu chấm, dấu phẩy, rồi dấu, đúng rồi, gạch ngang, đúng không? Và bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta viết một số từ khó ở trong bài. Từ khó đầu tiên thì chúng ta hãy viết đó là từ quà, quà. Từ thứ hai đó là từ búp bê, búp bê, búp bê. Từ tiếp theo đó là bẩn bịu, bẩn bịu. Từ tiếp theo đó là từ hương, hương, hương. Và ở đây chúng ta thấy bài thơ Bé út của nhà thì dòng thơ đầu tiên sẽ là có mấy chữ? Đúng rồi, dòng thơ đầu tiên chúng ta thấy có 6 chữ, đúng không? Đây là thể thơ lục bát. Dòng thơ thứ hai thì chúng ta thấy là 8 chữ, cho nên dòng thơ đầu tiên chúng ta sẽ lùi vào 3 ô ly. Dòng thơ thứ hai thì chúng ta sẽ lùi 2 ô ly thôi. Đây là thể thơ lục bát. Khi trình bày chúng ta chú ý cách trình bày thể thơ này. Đầu tiên, dòng đầu tiên chúng ta sẽ phải lùi vào 3 ô, viết bố đi công tác xa về. Dòng thứ hai thì chúng ta chỉ cần lùi 2 ô thôi. Rồi ở đầu dòng viết hoa, trong bài cũng có những dấu câu thầy đã hướng dẫn vừa rồi. Lưu ý nữa đến một lưu ý nữa đó là tư thế ngồi viết thì chúng mình ngồi viết đúng tư thế, giữ khoảng cách giữa vợ và mắt thì 25 đến 30 cm.
một tay trái giữ trăng vợ, một tay phải thì viết, và khi viết lưng thẳng chân đặt đúng vị trí. Bây giờ thì thầy sẽ đọc cho chúng ta viết và sau đó chúng mình sẽ kiểm tra lại. Chính tả, nghe viết bé út của nhà. Bé út của nhà. Bố đi công tác xa về. Đây là thể thơ lục bát, chúng mình chú ý trình bày nhé. Dòng thơ đầu tiên chúng ta sẽ lùi vào 3 ô. Bố đi công tác xa về. Quà cho bé gạch ngang, bạn búp bê thật hiền. Quà cho bé, bạn quà cho bé gạch ngang, bạn búp bê thật hiền. Bé may áo mới phẩy đặt tên. Bé may áo mới phẩy đặt tên. Cả ngày bận bịu phẩy bé quên khóc nhè chồng. Cả ngày bận bịu phẩy bé quên khóc nhè chồng. Hỏi ai là út của nhà? Hỏi ai là út của nhà? Bé yêu phẩy bé bảo út là búp bê chấm Nguyễn Khắc Hào. Bé yêu phẩy bé bảo út là búp bê chấm Nguyễn Khắc Hào. Chúng ta sẽ đọc lại một lần nữa và kiểm tra bài làm dựa vào màn hình. Chúng ta sẽ rà soát lại lỗi chính tả nhé. Nếu như không nghe kịp thì chúng mình có thể dừng video và viết tiếp. Bây giờ chúng ta hãy dừng video và kiểm tra lỗi chính tả của chúng mình. Đến với bài tập nữa, đó là chúng mình sẽ xác định tác dụng của dấu hai chấm trong những câu sau. Đây là tác dụng câu và đây là báo hiệu phần giải thích, báo hiệu phần liệt kê. Thì dấu hai chấm thì chúng ta thấy là có sẽ báo hiệu phần giải thích và sẽ có là báo hiệu phần liệt kê. Thì bây giờ thầy sẽ đọc ba câu này A, B và C. Sau đó chúng mình sẽ tìm xem là dấu hai chấm trong từng câu này có tác dụng gì thì chúng ta có thể đánh dấu tích hoặc là đánh dấu nhân vào đây. Đó tương ứng với mỗi báo hiệu. Ví dụ câu A, Edison là nhà bác học thiên tài, có nhiều phát minh, sáng chế, hai chấm, bóng đèn điện, máy máy hát, máy chiếu phim. Đó là câu A. Sau dấu hai chấm thì chúng ta thấy là có bóng đèn điện, máy hát, máy chiếu phim. Câu B, cảnh vật xung quanh tôi đều thay đổi phẩy vì chính lòng tôi cũng đang có sự thay đổi lớn, hai chấm, hôm nay tôi đi học. Câu C, dưới tầm cánh chú chuồn chuồn bây giờ là lũy tre xanh rì rào trong gió, là bờ ao với những khóm khoai nước rung rinh, rồi những cảnh tuyệt đẹp của đất nước hiện ra, hai chấm, cánh đồng với những đàn trâu thung thăng gặm cỏ chấm phẩy, dòng sông với những đoàn thuyền ngược xuôi. Như vậy thì ở đây chúng ta hãy cho thầy biết là tác dụng của dấu hai chấm trong ba câu này là gì. Thứ nhất là báo hiệu phần giải thích, thì những báo hiệu phần giải thích thì là câu nào và báo hiệu phần liệt kê đó là câu nào. Câu đầu tiên chúng ta thấy là Edison là nhà bác học thiên tài, có nhiều phát minh, sáng chế, hai chấm, bóng đèn điện, máy hát, máy chiếu phim. Câu này chúng ta thấy hai chấm đằng sau, đó là đúng rồi, báo hiệu phần liệt kê. Cảnh vật xung quanh tôi đều thay đổi vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn, hai chấm, hôm nay tôi đi học. Như vậy thì chúng ta thấy câu này sau dấu hai chấm, hôm nay tôi đi học, à đúng rồi, báo hiệu phần giải thích. Câu C, dưới tầm cánh chú chuồn chuồn bây giờ là lũy tre xanh rì rào trong gió,
là bờ ao với những khóm khoai nước rung rinh rồi những cảnh tuyệt đẹp của đất nước hiện ra hai chấm, cánh đồng với những đàn trâu thung thăng gặm cỏ, dòng sông với những đoàn thuyền ngược xuôi. Như vậy đây là câu chính xác, báo hiệu phần liệt kê. Như vậy là thầy đã hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động trong tiết ôn tập quốc kỳ 1, tiết 3 và tiết 4. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ giáo cho những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn các bạn và các em rất là nhiều.